Nào, xin chào các bạn. Đây là bể bơi nhà tôi. Đây là lũ con tôi, nó chuẩn bị xuống bơi. Chi đang nhảy xuống đi. Nào nhảy nào, 1, 2. Không sâu. 1, 2, 3. Đấy, bể bơi. Nào, Tâm nhảy xuống nào. Xuống nào. Bà cho nó dậy đi bà. Trên đấy thôi nha, không đi xuống dưới này nhá. Ở dưới đây thôi. Ba đi ở đây. Xuống. Quay người lại, tụt xuống, tụt ghế. Chặn đây. Đường ngang qua cái này. Ui giời ơi. Lạnh không? Từ từ cho nó quen. Thằng này nó không nhớ nó có cái miếng gỗ gì để ngang qua đây một cái này. Để cho nó biết này. Nào bơi đi nào, bơi đi nào. Đấy, bể bơi đấy, bể bơi to chưa? Trước khi cá được vào nhà là con được bơi trước. Đúng không? Nào bơi đi nào. Không, Chi Chi. Nào, đột mẹ đố con ngồi xuống đấy. Cô ơi, tại đi con. Chìm xuống làm sao mà là... Ôi, chìm con thôi. Không, đây là đang hút ra đây nè. Đang hút ra đây. Ba hút nước vào trong đất đi ba. Đất kia kìa, đất kia khô lắm. Nào nhảy nào, bơi nào. Nào, bơi nào. Bơi nhanh. Chờ xuống một tí nữa mới bơi á. Bởi bể bơi ấy, bể bơi tại ra đấy. Ba lạnh không? Lạnh không? Ba chờ cho nóng cái gì? Ba chờ để ba để dành tiền để ba mua cái sưởi thì nó có. Nó hết lạnh con ạ. À. Ai vừa vậy? Cua. Cua ơi. Cua. Đi vào đây vùng vẫy này. Cho nó ngồi lên thành ấy bà, để cho nó có nước vào chân. Nào. Anh cứ xả vào đấy. Ở đấy lúc nào cũng thiếu nước à. Đây là bể bơi của ông. Như mà thiếu hỏa kìa. Mẹ bơi đi. Rồi. Bể bơi nào, bơi đi. Nào đây đây, bơi đi. Bà cho bé con dậy cho chơi tí. Ngồi xuống đi xem nào. Ngồi xuống đi xem nào. Lạnh không? Lạnh. Ai bảo muốn chơi? Thôi bể bơi đây. Lạnh không? Lạnh không? Lạnh không? Okay. Chị hát là tôm mình rồi chị. Không, tôi lại hát là con. Không được sờ tay ở đây nhá. Ở đây đứt tay rồi. Cắm tay.